Vậy là được nghỉ hè rồi. Từ giờ tha hồ chơi, không phải lo học bài nữa. Sướng quá. Mùa hè thật tuyệt. Công nhận đấy, tớ sẽ ngủ đến trưa mới dậy luôn. Dậy xong ăn cơm, ăn xong lại ngủ. Khỏi phải đi học, thật là sướng quá luôn. Hồng Xiêm, nè, thế các cậu có kế hoạch gì cho mùa hè năm nay chưa? Chưa có thì để tớ nghĩ trò chơi cho. Gì chứ tớ mà nghĩ thì ra ối trò. Các cậu sướng thật đấy. Tớ thì mùa hè cũng vẫn phải ôn học bài. Cha tớ nói rồi, học, học nữa, học mãi. Không chăm chỉ học mỗi ngày thì sẽ không tiến bộ được. Na nói đúng đấy. Dù có nghỉ hè thì cũng vẫn nên ôn bài tập các cậu ạ. Ôi, đúng là một người thì là một sách, một người thì là con thầy đồ của khác. Vậy các cậu cứ học đi, chúng tớ sẽ chơi thay phần của các cậu. Đúng đấy. Đi chơi thôi. Đi đâu mà đi? Ờ, con đi chơi một tí ạ. À, hè rồi mẹ, không phải đi học thì mẹ phải cho con đi chơi tí chứ ạ. À, hè rồi không đến lớp học thì phải giúp đỡ cha mẹ ở nhà chứ. Cứ hở ra một tí là đi chơi à? Muốn đi chơi đâu thì dọn hết cỏ ở khu vườn đi đã. Ôi không. Xoài, mấy giờ rồi mà con ngủ hả? À, đâu? Mẹ ơi, mở tay con ra. Thế thì dậy mau, dậy đi chăn đàn gà cho mẹ. Ơ, sao lại phải chăn gà ạ? Thì nghỉ hè không đi học nữa, con phải phụ giúp cha mẹ việc nhà chứ. Nhưng mọi việc đã có anh Nô lo rồi, con cần gì phải làm nữa? Không làm thì mẹ cho nhịn, mau. Ây, ây, con đi đi ạ. À, ôi, thế này thả đi học còn hơn. Trông gà đi, để nó vào vườn thì ăn roi và đít đấy. Vâng. Ôi giời ơi, sao lại mệt thế này? Nhổ từ sáng đến giờ mà chưa xong. Sao trên đời này có bao nhiêu cỏ, nó mọc hết ở vườn nhà mình thì phải. Nhìn cái vườn này á, mình có nhổ hết cả mùa hè cũng không xong mất thôi. Mình nghĩ cách khác thôi, mình không thể chôn chân ở đây nhổ cỏ mãi được. Nghĩ ra rồi. Đã nhổ cỏ xong chưa? Dạ, con nhổ từ sáng chăm chỉ không nghỉ tí nào ạ. Mẹ hỏi con nhổ xong chưa cơ mà. À, thì muốn xong được cũng cần phải có thời gian chứ ạ. À, thế sao không nhổ tiếp đi, con vào đây làm gì? Con nghỉ ngơi giữa giờ một tí. Nhổ cỏ mà cũng cần nghỉ ngơi giữa giờ à? Ra tập trung làm cho xong đi. Kìa mẹ, con là con của mẹ đấy. Sao mẹ cứ xua đuổi con thế? Con vào đây là cũng có lý do đấy ạ. À, còn thật sự có chuyện muốn thưa với mẹ. Tôi lại chả biết tỏng cái lòng cái dạ anh ấy. Lại định xin xỏ chứ gì? Không, con không xin gì đâu. Con chỉ muốn trao đổi với mẹ một chút thôi mà. Trao đổi cái gì? Thật ra là sau khi thực tế nhổ cỏ rồi, con thấy rằng á, mình không hợp với việc nhổ cỏ lắm. Biết ngay là lại dở trò mà. Nhưng mẹ ơi, con nói với mẹ để mẹ biết thôi, chứ con vẫn phụ giúp mẹ việc nhà mà. Chẳng qua là con không hợp với việc nhổ cỏ thì con có thể xin đổi sang việc khác được không ạ? Nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, chăn bê, lấy củi. Đấy, thế con muốn chọn việc gì cho phù hợp nào? Nấu cơm, rửa bát, giặt đồ thì lúc nào cũng phải quanh quẩn ở nhà, không tranh thủ đi chơi được. Không, không nên nhận. Còn chăn bê và lấy củi, lấy củi thì ôm cả bó củi to đùng nữa, chết đi được. Xem ra chỉ còn chăn bê. Mình sẽ cho bê ra đồng, buộc nó vào gốc cây rồi tha hồ chơi. Được đấy. Mẹ ơi, con chọn chăn bê ạ. Con thấy công việc này là phù hợp nhất. Được rồi, thế từ mai đi chăn bê. Chính con tự chọn đấy nhá. Mai kia mà đòi đổi á là mẹ cho mấy cái roi vào đít. Vâng, con thích chăn bê, con đảm bảo là sẽ làm tốt luôn. Đứng lại, con bê kia, đứng lại cho ta. Ôi trời ơi, mệt quá. Mình đi chăn bê hay bê chăn mình đấy không biết. Thôi kệ nó chạy mãi, đói bụng, mỏi chân thì sẽ phải dừng lại.
Quanh làng này ai cũng biết đấy là bê nhà mình. Chẳng mất được đâu. Mình phải nghỉ ngơi, dưỡng sức tí đã. Mình chết mất thôi. Ôi làng nước ơi, bê nhà ai thế này, phá hết ruộng nhà bà rồi. Hả? Tôi chết rồi. Con mới chẳng cái, có con bê mà cũng không trông được. Để nó phá hết ruộng, người ta đến chửi tật nha. Ừ, con bê thả ra một cái là chạy nhanh thấm thoát, con không đuổi theo được đây chứ ạ. À, mẹ con lạ gì, chắc con lại tranh thủ đi trộm khoai đúng không? Con lười làm, ham ăn. Từ giờ để con bê phá ruộng nữa thì liệu hồn. Mẹ ơi, hay là mẹ cho con ở nhà chơi đi. Không, hay là mẹ đổi con khác đi, con không chăn bê nữa đâu. Trước mẹ bảo con nhổ cỏ được 2 ngày con xin đi tưới nước, 2 ngày sau lại đòi chăn bê. Giờ lại càng ngày càng lười. Nhìn con người ta mà xem. Lại con này người ta. Bê, bê. Giật cả mình. Tưởng nó lại phá ruộng. Phải làm gì để thoát kiếp chăn bê bây giờ. Mệt mỏi. Ê, Mít Mật, cậu làm gì mà ngồi gật gù ở đây thế? Xoài đi à, tớ đi chăn bê. Sướng nhở, cậu chăn bê được rong chơi đủ kiểu, còn tớ phải ở nhà trông đàn gà con, chẳng được đi chơi. Ôi, trông đàn gà mới thích chứ, chỉ cần ở một chỗ mà tớ thấy gà con đáng yêu đấy chứ. Con bê lông mượt như tờ, nhìn mới đáng yêu. Này tớ bảo. Để tớ nói trước, hay là bọn mình đổi cho nhau đi. Nghĩa là tớ trông bê của cậu, cậu trông đàn gà của tớ á? Ờ, đúng. Hay là thế nhỉ? Nhưng nhỡ cha mẹ biết thì sao? Cậu yên tâm, mình bảo đổi 2-3 ngày thôi. Sợ gì? Mà trông bê như đi rong chơi luôn. Cứ thả nó một chỗ, chẳng phải làm gì. Sáng dắt đi, chiều dắt về. Như tớ đây này. Sướng cực. Ờ, chăm gà cũng nhàn cực. Chúng nó ngoan ngoãn, chỉ đi lại trong chuồng. Cậu cứ để bát gạo bát nước vào, cho nó tự mổ là xong. Ờ, quyết thế nhá. Được. Thế là thoát được mấy ngày. Chăn bê có gì mà sướng, phải để mắt cả ngày. Sinh ra là nó lại phá hoại cây non, phá hàng rào, gặm lúa. Lại có mấy ngày được chơi rồi. Trông gà có gì mà sướng. Quả này á, Mít Mật dọn phân mệt nghỉ luôn. Nào, có mang trả đàn gà không thì bảo. Mẹ không bảo thì con cũng muốn trả lắm rồi đây. Đã dặn là nuôi gà thì phải chăm dọn phân. Con không dọn, giờ thối inh cả nhà lên kia kìa. Thì con dồn mấy ngày dọn một lần cũng được mà mẹ. Ô hay, cho con ngủ cùng đống phân mấy ngày con có chịu được không? Ờ, con là người, có phải gà đâu. Nuôi gà thì phải dọn dẹp chuồng trại sạch sẽ. Chứ cứ để ẩm ướt, hôi hám thế, gà có mà ủ đầy bệnh, không lớn được. Nhưng mà nó hôi. Đúng là con rời. Ăn thì muốn những miếng ngon, làm thì một việc còn con chẳng làm. Tại cậu đấy. Gớm, nuôi gà dễ lắm. Chỉ cần cho nó mổ thóc là xong. Báo hại tớ phải hót phân cả ngày. Chăm còn cực hơn bê nữa. Con bê của cậu ấy, chạy gì mà nhanh hơn chó. Cứ hở ra là quậy phá hết ruộng lúa. Tớ bị bao nhiêu người mắng rồi đấy. Đúng là đồ nói đúng điều. Đúng là đồ nói điều. Hai ông tướng lại có chuyện gì mà mặt hầm hầm thế? Chuyện của cậu à? Nãy tớ nghe chuyện của hai cậu rồi. Thôi giận nhau làm gì. Hai đứa này lười quá, sướng quen rồi, khổ không chịu được. Đã thế. Này, hai cậu có muốn xem công việc làm thuê của tớ không? Làm việc gì? Cầm đầu thiên hạ. Hả? Ghê nhỉ. Có nhàn không? Cho tớ làm với. Nhàn. Đây, các cậu nhìn kìa. Ôi dào. Chăn vịt thì nói là chăn vịt, lại còn bày đặt cầm đầu thiên hạ. Hồng Xiêm, cậu đúng là thần đồng chém gió. Một mình tới trông đàn vịt nhiều như thế kia, tớ lùa chỗ nào, chúng nó phải đi chỗ ấy, không phải là cầm đầu thiên hạ à? Ờ, cũng đúng. Ôi, ấy, ấy, có mấy con vịt đi lạc bên bờ kìa. Sợ quá, may mà tớ kịp lùa. Chứ nó sang bờ bên kia là toi đấy. Xem ra cũng không sướng hơn trông gà.
Sướng hay khổ là do cách nhìn nhận của mình thôi. Mà trời nắng quá, kéo tớ phải lùa chúng nó vào chỗ bóng cây đã. Các em ơi, vào chỗ râm mát chơi thôi nào. Khiếp, Hồng Xiêm cứ chạy đi chạy lại suốt ngày, mệt nhỉ. Công nhận, tớ như Hồng Xiêm á, chắc tớ ngỏm lâu rồi. Mệt quá. Cậu vất vả quá đấy Hồng Xiêm ạ. Ngày nào tớ cũng thế. Lý trưởng dặn trưa nắng phải cho chúng vào chỗ râm, mưa dông sấm sét thì lùa về. Còn phải để ý rắn rết trâu bò, chúng nó ăn mất ngan thì lý trưởng phạt tiền cha con tớ. Cậu chăm thật, giờ nhìn lại mới thấy chăn gà dễ hơn chăn vịt nhiều. Mới đầu tôi thấy hơi vất vả, định không làm nữa. Nhưng thấy cha nhiều việc quá nên cũng cố gắng thay cha làm. Giờ lại thấy chăn vịt rất vui. Các cậu nhìn đi, chúng nó đáng yêu thế kia. Tớ lại được chạy nhảy, bơi lội suốt ngày. Sống là phải biết lao động, thế cuộc sống mới có ý nghĩa chứ. Xoài này, cậu trả tớ con bê đi. Từ giờ tớ sẽ chăm nó thật tốt. Cậu cũng trả tớ đàn gà con nhá. Tự nhiên thấy mùi phân gà trắng thối tí nào. Thằng mít mật kia, mau đứng lại. Con nhà người ta thì học hành giỏi giang, mở mày mở mặt cho cha mẹ. Còn mình thì tối ngày chỉ biết ăn vụng. Mẹ ơi, mẹ tha cho con à. Tha hả? Không được, mẹ tha cho con thì ai tha cho mẹ. Đồ con ăn là đồ khách đặt đấy, tí nữa mẹ biết ăn nói thế nào với người ta hả? Ôi, mày qua gặp Na rồi. Na ơi, cậu cứu tớ với, mẹ tớ đang nổi cơn tam bành. Nào, ra đi mau, lại còn trốn cả sau lưng bạn à. Cô ơi, bạn mít mật chắc cũng biết lỗi rồi đấy ạ. Bị mẹ đuổi đánh thế này, chắc là cũng xấu hổ lắm đấy ạ. Dào ơi, nó mà biết mất mặt nữa thì cô đã được nhờ. Con với cái, mẹ mới cầm roi, chưa đánh cái nào đã chạy đi. Chạy rồi, có giỏi thì đừng về cái nhà này nữa. Cảm ơn cậu nhá, Na. Không có cậu thì hôm nay chắc tớ tuốt xác với mẹ tớ rồi. Tớ cũng nào khác gì cậu đâu. Tớ vừa bị cha mắng vì không nấu ăn ngon được như con nhà bạn của cha đấy. Đâu rồi? Rõ ràng là mình vừa thấy nó xong mà. Hai đứa có thấy xoài chạy qua đây không? Dạ không ạ. Có chuyện gì thế hả phụ ông? Nó lại dám giấu ta, lén xin mẹ nó tiền tiêu vặt. Tiêu có vài hôm đã hết rồi lại nịnh nọt xin tiếp. Thôi, nếu các người thấy nó, báo nó về nhà hộ ta ngay. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Tớ đây này. Nhưng mà tớ chẳng về đâu. Cha tớ sẽ đánh tớ sưng mông lên cho mà xem. Giá như cha mẹ đừng so sánh chúng mình với con nhà người ta thì hay biết mấy. Cũng có lúc tớ ước mẹ tớ hiền lành như mẹ nhà người ta chứ bộ. Tớ cũng từng ước cha tớ như cha nhà người ta đấy. Tớ thấy cha của Xoài rất tốt mà. Thế thì cậu sang mà làm con của cha tớ đi. À, tớ biết rồi. Chúng mình đổi cha mẹ cho nhau đi các cậu. Hả? Hoán đổi cha mẹ á? Tớ biết ngay mà. Sáng nay cha tớ mới chê tớ nấu ăn dở, thì trưa nay phải đi ra hàng ăn luôn. Vì làm gì còn ai nấu cho. Cha tớ mà chẳng thế à? Mắng tớ, mắng lây cả mẹ hai. Mẹ cũng giận, khỏi cho anh nồ nấu cơm luôn. Cha mẹ ơi, chúng con muốn đổi cha mẹ. Sao cơ? Đổi cha mẹ á? Ôi giời ơi, tôi tưởng gì? Hóa ra là dì tưởng. Tôi đồng ý. Tôi cũng đang dỗi con nên đồng ý luôn. Vâng ạ. Thế thì kể từ hôm nay, Xoài sẽ sang ở nhà Na. Na lại ở nhà Mít Mật. Còn Mít Mật đến nhà Xoài. Sôi nóng đấy. Ăn đi con, ăn nhiều vào. Bác, mẹ. Mẹ tốt với con quá. Có gì đâu, lâu nay mẹ cũng luôn mong có một đứa con gái. Bây giờ, điều ước đã thành hiện thực rồi. Phải chiều chuộng con chứ. Làm con của mẹ Mít Mật thích thật đấy. Mình được ăn thỏa thích những gì mình muốn. Không phải ăn uống kham khổ, tiết kiệm như trước đây nữa. Ây ây, con cứ ngồi chơi đi, để mẹ làm.
Hai mẹ con ăn đáng bao nhiêu. Có nồi cơm nhỏ, mẹ thổi u tí là xong ngay ấy mà. Dạ vâng ạ. Lần sau, lúc đưa nét này lên, con nhẹ tay hơn một chút. Như thế nhìn sẽ thanh mảnh hơn. Đúng rồi. Có cha chỉ bảo, con mới tập viết có 2 ngày, đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Chẳng bù cho cha con ở nhà ấy, con hỏi câu nào cũng không trả lời được. Lại còn cứ vờ vịt để mắng con. Con hỏi câu gì mà ông ấy lại không biết thế? Dạ, con gà có trước hay quả trứng có trước? Thế mà cha con lại bảo, cái đấy ai mà chẳng rõ. Nếu như con dốt quá không hiểu được thì đi mà hỏi con gà. Mít mật, mẹ mới mua cho con bộ quần áo mới màu xanh xinh lắm. Ăn kẹo nhanh rồi thử để mẹ xem có vừa không nhá. Con mình bây giờ là thằng mít mật, chắc là nó thích màu vàng sậm, không phải thằng xoài nữa đâu mà bà mua màu xanh. À ừ nhỉ, tôi đãng trí quá. Thế mít mật này, con có thích giày mới không? Mai mẹ dẫn ra chợ mua cả giày cho con luôn nhá. Dạ vâng ạ. Làm con trai của phú ông sướng thật, được chiều chuộng, thích gì có nấy. Lại đính kèm thêm mẹ Hà, nói như rót mật vào tai, chẳng giống bà mẹ hay càm ràm của mình. Một tuần sau. Ôi Na ơi là Na, dậy đi con, hôm nay đông khách lắm, đi ra kê bàn ghế rửa bát bưng bê phụ mẹ đi chứ. Hả? Nhiều thế này á? Trước đây ở nhà mình thì mình chẳng bao giờ phải rửa một lúc nhiều bát như thế này cả. Mình là con gái mà, cha mình trước giờ không bao giờ để mình phải mang bát nặng thế này. Tự dưng mình nhớ cha quá, mình muốn về nhà cơ. Ơ kìa con, dậy đi, mau dậy đi, chưa luyện chữ xong thì chưa được ngủ. Cha ơi, con đã luyện chữ đến to cả tay ra rồi, con không muốn nữa đâu. Nếu giờ này á ở nhà con á, cha và mẹ hai đã giúp con đi ngủ sớm để giữ sức khỏe rồi. Tớ chẳng chơi trò đổi cha mẹ nữa đâu. Cả ngày ở nhà xoài, tớ chỉ ăn rồi ngủ, không có việc gì làm, cứ thế bứt rứt buồn bực. Ừ, tớ đã hiểu vì sao cậu béo rồi. Mẹ cậu cứ nấu đồ ăn, bắt tớ ăn mãi. Giờ chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là tớ đã sợ. Tớ cũng chẳng hơn gì các cậu đâu. Cha của Na tuy hiền, nhưng tớ sợ phải học đến mức tàu hòa nhập ma rồi đây này. Thôi, giờ ai về nhà nấy nhá, không chơi trò đổi cha mẹ nữa đâu. Tớ cũng nhớ cha tớ lắm. Đúng là được ở nhà mình, được ở cùng cha mẹ sinh ra mình vẫn là điều hạnh phúc nhất. Hồng Xiêm, mau đứng lại, con chạy đi đâu đấy hả? Con với cái, có cái đò cũng không buộc lại thì đó trôi ra giữa sông. Nhìn các bạn con đi, nhìn con nhà người ta mà xem. Ô, cha ơi, cha tha cho con lần này đi ạ. Hóa ra đứa bé nào cũng có lúc không làm vừa ý cha mẹ cả. Cha mẹ chúng mình cứ thích so với con nhà người ta thế nhỉ? Ừ, kể cả thần đồng như Hồng Xiêm cũng vẫn bị cha so sánh. Toàn thể dân làng trong vòng một tháng phải nộp cho quan huyện một chiếc bình đựng đầy trí tuệ để dâng lên nhà vua. Nếu không làm được, phải bù bằng một bình vàng. Nộp một bình trí tuệ á? Trí tuệ làm sao mà đong được bằng bình chứ? Sao mà lại vô lý thế không biết? Mọi người đã đọc cáo thị rồi chứ? Chúng tôi đã đọc rồi. Nhưng mà cụ Lý ơi, làm sao kiếm được cái bình đựng đầy trí tuệ ạ? À? Đúng là không thể kiếm được cái bình đó, nên mới có luật nộp bù một bình vàng đấy. Hả? Thế có nghĩa là chúng ta phải nộp một bình vàng thật á? Lấy đâu ra vàng mà nộp chứ? Nếu không nộp vàng thì sẽ bị buộc tội nặng hơn, nên điều này là bắt buộc. Lệnh trên đã ban xuống rồi, chúng ta không làm là không được. Vì vậy mỗi nhà sẽ phải góp ít nhất là 1 đồng tiền vàng để chứa đầy một bình nhỏ mà dâng lên quan. Như thế này là ép dân nộp vàng rồi còn gì. Thì đành phải nộp thôi chứ biết sao. Nhà xoài với nhà mít mật thì còn có tiền để nộp, chứ như nhà tớ với Hồng Xiêm thì lấy đâu ra? Chúng tôi lấy đâu ra tiền mà nộp chứ? Phải đấy, sao lại có cái lệnh vô lý thế? Đó là lệnh quan trên ban xuống,
muốn không nộp vàng thì nộp cái bình đựng đầy trí tuệ đi. Điều đó còn khó hơn cả lên trời ấy chứ. Không khó đâu ạ. Hồng Xiêm, cháu nói thế là ý gì? Cháu có cách sao? Dạ vâng, cháu sẽ kiếm một bình đựng đầy trí tuệ gửi lên quan huyện. Làng ta sẽ không phải nộp một đồng tiền vàng nào đâu ạ. Ôi, được thế thì tốt quá. Cháu cứu cả làng này đấy. Này Hồng Xiêm, chuyện này không đùa được đâu. Mật đâu như chơi đấy. Cháu có đùa đâu ạ. Miễn là cụ Lý cho cháu mượn một cái bình và ghé thăm vườn dưa hấu của cụ xin một quả là được ạ. Cháu đảm bảo dân làng mình sẽ được yên ổn. Ôi, thế thì quá đơn giản với cụ Lý rồi. Một quả chứ 10 quả cũng chơi. Cụ Lý đồng ý đi chứ còn gì nữa. À, thì được rồi. Có gì ngươi tự mà chịu trách nhiệm đấy nhá. Hồng Xiêm, cậu làm được thật đấy ạ. Đây là cái bình mà ngươi cần. Con ruộng dưa đây, ngươi thích lấy quả nào thì lấy. Chưa xong việc đã đòi ăn rồi. Cháu xin. Quả này chắc là được đấy. Cháu xin quả này cụ Lý nhá. Quả đó vẫn còn non lắm, phải một tháng nữa mới chín cơ. Ngươi cắt về cũng có ăn được đâu. Cháu có nói là cắt về ăn đâu. Cháu xin cụ rồi để nhờ trong chiếc bình này thôi. Ha, để cháu ấy làm gì? Cụ không cần biết đâu ạ. Cụ chỉ cần đảm bảo cho cháu là quả dưa trong bình này phải được giữ nguyên vẹn, không ai được cắt dây leo của nó cho đến khi nó lớn già thôi ạ. Được rồi, ta sẽ giữ nó cho ngươi. Vậy là xong rồi, cháu đi về đây. Thế còn cái bình đựng đầy trí tuệ thì sao? Cụ chỉ cần chờ một tháng nữa là có thôi. Còn giờ không cần làm gì cả. Thế cụ nhé. Cái thằng bé này, nó làm cái trò gì không biết. Thôi kệ, có sao nó chịu trách nhiệm mà. Lo gì chứ. Hồng Xiêm. Dạ, cháu chào cụ Lý ạ. Hôm nay đã đến hạn phải nộp chiếc bình cho quan huyện rồi đấy. Ngươi nói là sẽ có chiếc bình ấy. Thế nó đâu? Chiếc bình ấy vẫn đang ở trong ruộng dưa nhà cụ mà. Giờ cháu với cụ sẽ cùng nhau đi lấy nhá. Ha, ruộng dưa nhà ta. Xong rồi, cụ hãy mang chiếc bình này đi nộp cho quan huyện đi ạ. Ha, chỉ thế thôi sao? Ngươi có đùa ta không vậy? Cụ cứ gửi kèm bức thư này của cháu là được. Cháu đảm bảo, quan huyện nộp lên nhà vua sẽ không có vấn đề gì đâu. Hay, hay lắm. Đây là chiếc bình đựng đầy trí tuệ. Hãy lấy trí tuệ ra khỏi bình mà không cắt hay làm vỡ bình. Thế là sao ạ? Hồng Xiêm đã rất thông minh khi cho quả dưa hấu vào trong chiếc bình này khi nó còn non. Ngươi xem, dưa hấu lớn vừa khít cái bình. Nếu muốn lấy ra, ngoài cách đập vỡ bình thì không còn cách nào khác. Lệnh vua ban ra là tìm được một chiếc bình được lấp đầy bằng trí tuệ. Đó là điều không thể. Hồng Xiêm đã gửi lại một yêu cầu vô lý hơn, đó là lấy trí tuệ ra khỏi bình mà không đập vỡ bình. Nhà vua không làm được, đồng nghĩa với việc chấp nhận chiếc bình này thôi. Ôi, như vậy là làng tôi đã xong nhiệm vụ rồi đúng không ạ? Chúng tôi sẽ không bị phạt, phải không thưa quan huyện? Đúng vậy, thực chất đây chỉ là phép thử của nhà vua để tìm kiếm xem làng nào có nhân tài mà thôi. Ta tin chắc rằng Hồng Xiêm đã làm tốt. Làng ngươi chuẩn bị tinh thần mà nhận thưởng từ nhà vua đi. Dạ, tạ ơn quan lớn, tạ ơn quan lớn.